Hello chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Cà Nói Với Tôi. Mọi người ơi, hôm nay thì anh em mình đi qua nhà cô Ngọc này để trả bài mọi người. Bây giờ đang chuẩn bị đồ bên đó. Hôm nay trời nó hơi gió nhưng mà bắt buộc thì hôm nay phải ông cậu cũng kêu là bữa nay phải trả bài, phải bắt cho bắn cho được cá mọi người, còn không là ông chờ ở đài lớp luôn. Đi ra trước nhà thăm con chim hôm bữa bị rớt từ trên ổ xuống cái mọi người. Chim để ở đâu ta? Chim đâu mà? Ở đây hả? Ra thăm con chim cái coi. Ồ, cho ăn rồi bài bán này. Được. Đói rồi này, sáng giờ chưa cho ăn này đúng không? Đợi chưa? Ráng sống nha con. Mấy ăn đây là nó ăn liên tục và một ngày nó ăn biết bao nhiêu chục lần ấy. Mở ra đút à, nhớ là đút, nhớ đút. Mà nó không ăn nhiều, nó ăn xí gì á. Trời ơi, rớt từ trên cây xuống mà không chết cũng hay chứ. Rớt thuốc ở trên đó luôn mà không chết. Giờ có xè đứng ở chỗ đó. Rớt xuống xe hả? Rớt xe xong rồi nó bị lên xuống. Lên xuống cho hết. Vậy nó rớt lên trên yên xe luôn. Yên xe. Chết, còn mà nó rớt xuống đất là chết rồi ha. Rớt trứng nhưng mà trứng vẫn còn sống đó. Thôi coi sợ kiến đó nha. Đây cho nó nghỉ đi. Đây mấy anh em đang chuẩn bị đồ này. Mấy hôm mới mua về bắn bị tà đầu, giờ đem đi mai. Thì hôm nay thì ông cậu là cho một đề thi là hai anh em là bỏ thả hai anh em đi tới một cái chỗ cái rạng đó để trả bài mọi người. Bắt phải hai thằng phải đúng, bắt phải có cái rồi, còn không có cái rồi là cho xuống lại học lớp 1 tiếp. Mà nước thấy nó chao chao, bữa nay gió nó có gió hơn mấy hôm. Giờ ra xây sóng dữ người ta, ra nó dập á. Rồi không biết là cái đề thi bữa nay có vắng được hay không đây nè. Đề thi là hai đứa mày phải yêu cầu phải tới một cái điểm có cá rồi, ta chở đó rồi phải có cá rồi, mà hai đứa mày vắng không được không, hai đứa mày xuống học mẫu giáo luôn. Đó, bây giờ cho một cái đề bài gì đó, thả cho một cái điểm đó để xuống, mà điểm đó chắc chắn phải có cá, rồi xuống mà bắn không được nữa thì về cho ở lại lớp mẫu giáo luôn chứ không phải ở lớp 1 nữa. Giờ mấy anh em đang chuẩn bị dụng cụ để xuống nè mọi người. Đi xuống đó cũng xa, đi bộ một khúc. Gắt quá, dài vậy hôm nay gió nè. Siêu nhân xanh. Mà nó siêu nhân đen. Hai thằng siêu nhân xuống không có con cá đâu, về nghe chữ. Thôi chờ ráng cho. Làm kiếm miếng cá tào lao miếng có cá được à? Miếng là bắn trúng là được à? Cái đề hôm nay là ông đưa ra là chỉ có bắn cá trúng thôi. Thử cái tài thiện xạ của mình thôi chứ lặn đâu bắn được, chứ còn cá to cá nhỏ không quan trọng nha. Bây giờ cậu đi chung luôn chứ? Đi ban giám khảo giám sát.
chuẩn bị đi làm núi rồi cầm đồ gốm. Cậu ở trên ông không có lặn, chỉ là giám sát là bắt sò, bắt ốc, bắt đồ ăn nè. Đây chuẩn bị đi thôi. Đây để ra mưa bánh canh không? Ừ, cái chớ ra đó ói thì có chơi gió mà. Lần này thì mấy anh em mình sẽ di chuyển bằng thúng để đi ra cái điểm đó mọi người. Ông cậu sĩ chở giấy chở tụi mình đi ra ngoài đó rồi thả xuống. Chết rồi, chết rồi. Trời ơi, sao gió gì chết đâu. Bài học đầu, bài thực hành đầu tiên mà sao mà gì? Chết rồi. Quay chưa chắc gì nữa. Sao? Sao chưa lên? Nước ngập luôn nha. Ui. Đồ đạc chuẩn bị xuống cho cá ăn chè. Chưa kể xuống khởi động rồi nha.
xuống nó được cá tôi chạy hết à, thằng nào lấy nó được. Mình đây mà mình gặp gái thì mình rượt gái, gái nó cũng chạy lên không chi cá. Mấy con này ăn cực kỳ ngon nè, ngon lắm. Sóng quá. Nước mà nước nó vô cái ống thở hoài luôn. Nước nó vô cái ống thở. Mình nặng cái chờ này không có quen. Nước nó vô ống thở hoài mình xử lý khó quá. Vô uống nước hoài luôn á. Nãy giờ chạy lên đây làm như trái sầu riêng ở chợ. Đây là ốc tây quỷ. Móng tây quỷ. Còn gọi là móng gà. Bây giờ sư phụ ra tay. Sư phụ ra tay. Bây giờ anh em giấy thúng theo sư phụ.
bú nhỏ nhỏ mà hồi nãy thấy con bú không anh, xong qua chủ ra nó đây ai cho nó ăn chợ bốn con chắc vô chủ ta vô ta nghỉ rồi chứ. Chủ có khi nào chủ bỏ đó luôn vậy, bỏ trên đói vào đây luôn quá à. Chó bè đây đâu có nuôi gì nữa đâu, mấy này gọi là hải cẩu nữa. Hello, bởi vì không bao giờ đi biển được. Bởi vì mình bây giờ mình chỉ thích đi lặn thôi chứ đi biển rồi. Đi thúc đi ghe là bó tay. Chịu nấu không? Đây, tụi mình mới vô tới nơi luôn nè. Bây giờ tranh thủ đi luộc mớ cái gì quên rồi, tay quỷ này, móng tay quỷ. Đi sơ chế con đây làm ăn luôn chứ. Nướng đi. Ừ. Kiếm món. Để mình nghiên cứu ra, nên mình nghiên cứu làm cái con đây món gì nha. Còn tư rồi còn ngáp đây mà. Do tụi mình manh động quá cho nên cá nó chạy hết đi chứ xuống lúc đầu xuống cá thì thấy cái làng luôn. Dưới một hồ nó chạy đi hết. Bài kiểm tra hôm nay có nhận nó bắn được con cá mọi người, con mình không bắt được con nào luôn, xuống cá nó chạy hết ráo luôn. Đã gì bị sóng rồi, nó xây sóng nữa tùm lum tà la. Ủa, sao bữa nay chúng ra chúng cái ngày nó nước nó không có êm, lúc nào điểm không đẹp. Đấy, cho mai mốt cho thi lại nha. Cho thi xây sóng quá chịu nổi, ra cho cá nó ăn luôn mọi người. Đây là cá mú nè, trời nó bự nè. Hôm qua ông cậu bắn được nè. Bây giờ để lại ra 2 khúc anh em mình ăn vô chứ cá bữa nay vô.
anh em bắn được có con cá không có đủ ăn, bây giờ ông cho thêm chút tiền nữa để dành ăn này. Thôi nói chung là bài kiểm tra hôm nay là thất bại rồi, để đợt sau mình thi lại. Còn bây giờ thì anh em mình bồi dưỡng cái đây là lửa, nhóm lửa đó. Nhóm lửa đây, đây nhóm lửa đây. Bà chủ mà bà cho trái cây mà bà cho miễn phí luôn mà mừng lắm, khỏi lấy tiền luôn. Nướng cá nướng tại chỗ đây chơi luôn, view đẹp đúng không? Giờ này ai cũng đói rồi, tranh thủ đợi hai cá từ mới lên mà chấm như mắm mắm cà ná nữa thì thôi, thôi để bỏ lên nước. Cá nó bự bộ này là do cái lọ nhỏ. Đây, trong lúc chờ đợi cá chín làm bảy mấy con đây ăn cho nó vui miệng à. Chờ cá ăn mấy cái này cũng ngon bộ, ăn đỡ chứ. Ăn thật là thịnh soạn luôn, ông cậu cái mới đem ra. Cái tên mới để nó cũng đơ ra cho ta. Cháo cá mú nữa nè. Con cá này 7 kg hả? 3 kg mấy hả? 3 kg mấy hả? Vừa 3 kg mấy, vừa cháo cháo muỗng luôn. 7 kg ăn nóng. Nấu cháo có muỗng. Ừ đã. Bây giờ cá cũng chín luôn rồi này.
Nếm nếm thử cháu vừa ăn không? Ở nhà ăn ngoài, trong đó ăn ngoài hả? Thì bút ra hết. Ừ, rồi sao rồi? Cho mắm vô. Ai ăn lắm nếm rồi? Ăn nếm ý. Ừ. Ngon, cháu ngon. Thôi. Bây giờ xong hộp. Rồi bây giờ ra cái đây món phụ để hoài luôn ấy. Để kéo 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 vô. Đấy, Ngọc ấy. Đấy. Bây giờ hai chân đây đây đây. Giờ cá chín đồ quất lên con ăn biết con cá bắn đồ nó cá tư này. Để cái đây. Đây, đây là con cá hồng. Mình chuẩn bị hướng thành quả con cá hồng của nhân bắn được này. Coi thử cái cá nó ngọt không? Cá béo không ta? Bạn chị biết. Ok. Để cá coi thử béo không? Cậu giống cá béo không? Thấy có mỡ không nha? Thấy cũng có mỡ. Quýt già không? Ừ. Ăn cái thịt đi. Muối à, muối khô lại à. Béo hả? Không mặn chút. Không mặn, ăn do cái chỗ nó đang rứa muối ớt vô á. Xét muối nhiều quá nè. Thôi để mình thử miếng cái coi. Ừ, cá nó quết da luôn nha. Dạ. Ừ. À, mời tất cả mọi người nữa nha. Cá hồng nướng muối ớt. Ừ, béo. Ừ, đã đã ta. Đây bữa ăn tuy có một tuy bắn được có một con cá thôi nhưng mà con cá ngon là được à. Thì ba cậu cháu mình ăn con cá ở đây với lại thêm đây nữa là vi vu cháo nữa là cháo cầm uống. Ăn thử đi, thành coi thành quả của mình đồ bắn được chứ. Chưa chín. Vậy. Không bụng hết. Mỡ nó màu trắng á. Đấy. Ừ, béo. Dở hay ngon cũng là của mình bắn. Được. Mà ngon, ngon mà. Ngon mà. Ừ. Cá béo, cá béo. Chấm với mắm cà ná nữa, mắm mời các bạn nhậu nha. Quá đã luôn, giờ đang nó cá mú nữa nè. Cái gì à? Toàn là cá độc, độc không? Cá thứ dữ không? Hôm qua lễ là không có ăn uống trâu bò gì được, bữa nay sẵn tiện chơi lễ luôn. Lễ muộn màng. Sao miếng ơi. Wow. Y. Mình sợ nó rớt ra uống. Bữa đi hôm nay đồ như thế nào ấy nghe không? Ờ. Dở thấy không được. Giống mấy con vịt mà thả là nó bơi không? Ngủ. Chưa, mấy đây phải ôm lại à. Ôm lại. Nhiều nữa. Gió trời gió quá chứ. Ừ, gió này đâu gió. Thả tụi mày ra giống thả vịt ra mà để tao chăng quá. Chăng thằng này thằng nọ. Bữa nay nước đã chứ, đẹp lắm hôm qua chứ. Đẹp mà nó đẹp dưỡng, mình không quen này. Cá nó ít nữa. Cá chỗ nó ngon, nó mày quậy, chạy đi mà xuống hết. Lúc đầu xuống cá nó nhiều chở, lúc đầu xuống đầu nhiều hấp xuống thấy cá nó lạng không à. Còn nhảy cá nhiều không? Rồi nó có chưa có cá nhộng mà, cái này đi vô lâu này nó thấy cá hoang hồn. Thấy ba con, thấy lượng mình bắn này, hai nhỏ đi ngang qua trước. Anh đây ở đâu, giữa anh này, chỉ ở trên giữa anh đứng. Đứng nó đâu chặt không à, ai thấy cái bụng nó lật lên trắng trắng. Giả luôn ha. Cái gì mọi người? Mắm cà ná nha, em. Chặt mắm cà ná. Mắm gần mình nữa hả? Quảng cáo luôn.
cái gì mọi người, cái gì nói gì nữa. Cá này mà bây giờ cá nào nó cũng béo quá tận, thơm cái da, cái gì ăn nó thơm đã. Chỉ còn cá mú nữa, mà cá mú thịt nó dày quá, nó chưa có chín mọi người, lửa đang yếu yếu. Trời, có cái hộp còn hiểu không, cái nóc này nãy về cháo cá mú rồi, cái làm nóc mỏng như mấy nó một ly rưỡi. Trời, cá mú rồi mọi người nha. Đây con cá hôm qua ông còn bắn nè, cũng phải là gần bằng cái gang tay á, nhỏ hơn xíu. Đợi miếng đi làm đi. Làm cá nữa nha. Cá mú giờ ăn nó ngọt ghê vậy. Cái sớt là sớt thịt để là bớt thốt lại bớt đó, chứ thôi là ngại là để hết. Đã ngon lành. Ăn cái nữa chị hả? Ăn nữa hả? Các bạn coi cái sớ thịt của nó này là nó dày mà. Cắt như là miếng thịt bò mà bò Mỹ đồ vậy, cắt bự cái đó. Coi nè, vừa gấp hồi nó banh chành hết. Mất cái lường này. Nó mà da nó cũng cứng quá. Chấm lại cái này tay xíu lường nó đỡ. Ngon nổ. Da cứng hả? Da làm gì đá vậy? Wow. Xúc sắc. Cái bụng ăn nó béo mà sao cá mú của mình nó không bít da hơn? Nó béo. Tốt thôi rồi chứ là lộn để nó không bít da. Cá cháo nè, cá cháo, cá cháo xuất sắc, nó vừa ăn cá no luôn, quá ngon luôn, đã ngọt. Thì hôm nay đi không có mình bắt không được con nào, nhưng mà được lọc ăn mọi người, ăn ba loại cá luôn, ăn đã. Đó, ai mà đam mê cái môn này rồi mà bắn được cá rồi đừng có lo mà sợ mà không có cá ăn, lựa cá ngon ăn không. À, con cá này cắt cái miếng nó dày dày dục như miếng thịt bò Mỹ cắt ra mua súng luôn. Xíu nữa là xong rồi, gần xong rồi. Cá quá nhiều luôn, ăn ớn. Ăn cá thay cơm luôn mọi người. Giờ no quá, ra đây ngồi hóng mát nghỉ xíu. Tuy hôm nay bắn không có được thành công, mình không có bắn được con nào, nhưng mà đồng đội cũng bắn được con cá ăn cũng đỡ mọi người. Đây rồi cộng thêm ít cá của ông cậu có sẵn nữa. Anh em có một buổi ngồi ăn nướng cá ngay tại biển ăn rất là thú vị luôn và ngon nữa. Mát. Cá từ lên ăn rất là ngon. Thì mong sao thì mấy chuyến sâu mình đi thì mình sẽ cố gắng mình kiếm cá chứ gì gì là không được. Ở lại lớp 1 tiếp.
ở lại tiếp. Mọi người chắc mình xin kết thúc video tại đây nha. Mình cũng có tranh thủ mình đi về, tại giờ lại cũng 1 giờ mấy rồi mọi người. Ăn xong rồi cũng ngủ quá, đúng là nói căng da bụng trùng da mắt á. Giờ ăn xong rồi giờ chỉ muốn ngồi ngáp, mà gió nó hiu hiu ngủ quá tay. Chỗ này rất là sướng luôn, mát mẻ. Chào tạm biệt cả nhà luôn, hẹn gặp lại ở một video khác nha mọi người nha.